Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Để chào đón Giáng sinh và năm mới năm 2015 sắp tới, Trung tâm Anh ngữ IELTS đang có chương trình hỗ trợ học phí đặc biệt, hỗ trợ cho các bạn đăng ký học tại trung tâm như sau. Chương trình tiếng Anh chuyên sâu, tiếng Anh học thuật và luyện viên Cambridge, FCE và CE. Đăng ký khóa học trên 25 tuần, học phí chỉ còn 315 đô một tuần. Đăng ký khóa học từ 9 đến 24 tuần, học phí chỉ còn 375 đô một tuần. Đăng ký khóa học từ 1 đến 8 tuần, học phí chỉ còn 370 đô một tuần. Chương trình tiếng Anh tổng quát luyện IELTS. Đăng ký khóa học trên 25 tuần, học phí chỉ còn 320 đô một tuần. Đăng ký khóa học từ 9 đến 24 tuần, học phí chỉ còn 350 đô một tuần. Đăng ký khóa học từ 1 đến 8 tuần, học phí còn lại 370 đô một tuần. Tiếng Anh đầu vào cho chương trình trung học phổ thông, học phí chỉ còn 320 đô một tuần. Chương trình buổi tối tiếng Anh tổng quát, học phí còn lại 205 đô một tuần. Với yêu cầu là học sinh phải ghi danh và thanh toán học phí trước ngày 30 tháng 6 năm 2015 để được hưởng mức học phí này. Tất cả các học phí tính bằng đô la Úc. Phí đăng ký cho tất cả các khóa học là 250 đô. Học phí đã bao gồm phí sách vở, những khóa học được NEAS công nhận và áp dụng cho mọi đối tượng visa. Và để được đăng ký tư vấn hướng dẫn thủ tục hồ sơ nhận học phí ưu đãi, các bạn có thể liên hệ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Trung tâm Anh ngữ IELTS là một trung tâm Anh ngữ uy tín hàng đầu của Mỹ. Hiện tại IELTS có hơn 1,1 triệu học viên đang theo học. Bằng cấp của IELTS được chấp nhận bởi hơn 650 trường đại học cao đẳng trên thế giới. Học tập tại đây là bước đệm cần thiết để bắt đầu con đường du học. Điểm vượt trội khi học tại trung tâm IELTS đó là hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy. 1,1 triệu học viên đến từ 177 quốc gia khác nhau trên thế giới tin tưởng theo học. Hiện tại, IELTS có 83 cơ sở tại 11 quốc gia trên thế giới như là Mỹ, Anh, Canada, Úc, Trung Quốc, Malaysia, Pháp, v.v. Chứng chỉ Anh văn của IELTS được chấp nhận bởi hơn 650 trường đại học cao đẳng trên thế giới. Mỗi tháng đều có khóa học khai giảng giúp cho thời gian nhập học của học viên linh hoạt hơn bao giờ. Chương trình đa dạng phong phú phù hợp với mọi độ tuổi và nhu cầu của sinh viên, có phòng trọ ký túc xá cho sinh viên quốc tế. Và khi cần được hỗ trợ về thủ tục hồ sơ du học, điều kiện nhập học trường ở Mỹ, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515771. Hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty để tìm hiểu thêm về du học các nước khác, đó là tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Chuyện với em Minh Anh vừa nhận được visa du học Mỹ trong buổi chiều ngày hôm nay. À, chào Minh Anh. Em có thể giới thiệu đôi nét và bản thân em cho các bạn được biết. Dạ, mình tên là Minh Anh, 15 tuổi và mới học xong lớp 9 ở đây. Mình mới được lấy visa rồi, bây giờ sẽ chuẩn bị qua bên Mỹ học chương trình high school. Cái cảm nhận của Minh Anh khi nhận được visa du học Mỹ thì như thế nào em? Rất là vui chị. Dạ. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ tại Tân Đại Dương thì như thế nào? Em làm hồ sơ bên Đại Dương thì đã rất là an tâm, tại vì các chị làm ở đây rất là nhiệt tình và không hiểu gì thì mấy chị cũng chỉ bảo cho. Rồi có anh Khôi thì chị cho những câu hỏi, rồi có anh bảo anh hướng dẫn cho, không có run khi gặp bác sĩ bán. Anh Khôi nó dạy cho mình tiếng Việt, rồi tìm những thông tin về trường cho mình, rồi để mình tìm hiểu kỹ hơn, được khi là sự bán hỏi thì mình có thể trả lời được dễ dàng hơn. Qua bên Mỹ thì mình nên học trường gì bên đó em? À, dạ em học hai Anaheim Discovery Christian School ở Cali. Dạ. Qua đâu thì mình nên biết về dịch vụ của Tân Đại Dương? À, có hồi trước thì cũng có chị họ em thì cũng làm ở Tân Đại Dương thì cũng được visa. Rồi em lên trên mạng thì thấy Tân Đại Dương có rất là nhiều bạn lấy được visa ở đây nữa, cho nên là em rất là tin tưởng Tân Đại Dương. Cái dự định tương lai của mình anh thì như thế nào, em có thể chia sẻ với các bạn? Em tính là qua Mỹ học 7 năm, 3 năm trung học, rồi sẽ học lên quản trị kinh doanh ở bên trên đó 4 năm, rồi sau đó quay về Việt.
ước mơ trong tương lai của Minh Anh là em làm một nhà hàng là kinh doanh cho bố mẹ em, cũng mở công ty, phát triển thêm công ty của mẹ. Và chị cảm ơn những chia sẻ của Minh Anh. Thì thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chị chúc em sẽ vui mẹ học tập thật tốt nha. Dạ, em cảm ơn chị ạ.